Thưa các bạn, đây là ngôi nhà chung của giáo xứ Đền Thánh Cao Mại. Đã xây xong và đã vào áo, rất là đẹp đẽ. Chỉ còn có sơn nữa. Thưa các bạn, là đang đi vào hoàn thiện. Ngôi nhà rất là đẹp, vĩ đại. Và đây mở con đường. Sau này sẽ qua sang bên kia nhà thờ và khu khuôn viên nhà chung cũ dỡ bỏ, rất là ở đây rất là thoáng mát, rộng rãi. Thưa các bạn, là 9 gian nhé. Mình nhìn đây là 9 gian. 9 gian mà nhân với 3 tầng. 39 bằng 27 phòng. Nhưng mà đây là phân gian ở đằng trước vậy thôi, chứ còn vào chắc là phải nhiều. Xin giới thiệu các bạn, đây là ông Trùng Chánh, giáo xứ. Ông Trùng ơi, bao giờ khánh thành ông Trùng ơi? À, hết Covid thì cái đấy thì chưa thể. Chưa ai nói là hết Covid được. Bây giờ mà khánh thành mà đang Covid thì buồn lắm. Cứ ở đây thì bao giờ được khánh thành thì hỏi thăm ông Trùng Chánh là vậy là ngôi nhà này là từ khi mà hạ móng cho đến giờ là một thời gian chém nó dài. Một tháng nữa là 2 năm. 2 năm. Chém một tháng nữa là đúng 2 năm. Chúng tôi khởi công bắt đầu ép cọc là ngày 18 tháng 8. 18 tháng 8. Năm 2019. Đấy, thế là đến hôm nay là tháng 7 thì còn đúng một tháng nữa là tròn 2 năm. Vậy là ngôi nhà này là nếu tính đằng trước là có 39 bằng 27 phòng. Chắc vào trong chắc hơn đấy chứ. À, đây là đó là gian. Vâng, gian. Gian còn đâu thì phòng trong thì có nhiều phòng hơn. Có nhiều phòng hơn cho nên là nó tầm cỡ vào khoảng. Nói chung là các phòng thì phân bổ theo cái nhu cầu mục vụ sử dụng. Đến hôm nay là tròn kéo một tháng này tròn. Nói chung là vẫn đang tiếp tục thi công. Này. Nói chung là bên trong thì lát nền tầng 1, tầng 2 xong rồi. Còn tầng cuối cùng nữa thì đang chờ hoàn thiện cái bậc đằng trước này. Vậy là bây giờ là thường thường là bao nhiêu thợ làm đấy không? Nói chung là thường thường bây giờ cứ đều là tầm cỡ của hơn chục thợ. Hơn chục thợ, thợ nhà mình hay là không, chúng tôi khoán trắng hết, khoán trắng hết, khoán theo mét vuông xây dựng. Này. Chứ bây giờ làm sao có người làm. Chúng tôi khoán theo mét. Sau này chắc là cái mở con đường này là phá hết đằng trước này nhỉ ông Trung? Cái này khu này là xong, bỏ hết. Bỏ hết. Bỏ hết. Cái này chỗ này. Chỗ này là làm khu sân thể thao. Mẹ. Đấy, khu thể thao và cái khu ruộng đấy. Khu ruộng này sau này làm sân thể thao. Còn cái góc kia là chúng tôi sẽ làm một cái hồ. À. Cái hồ đấy, cái lúa đấy. Áp sông nữa hẳn. Áp sông. Để làm cái hồ bơi. Mẹ. Sân thể thao dưới này là hồ bơi. Còn đây là khuôn viên.
Quân viên coi như là sân ở đằng trước này không còn một cái nhà nào nữa. Mẹ. Duy nhất giáo xứ sử dụng một cái nhà này thôi. Thì coi như là đằng trước này cũng sông, đằng cạnh này cũng sông, ông Trung. Chúng tôi sông hết, sông bao quanh, trên bến dưới thuyền. Có mỗi đây bên này là có cái đường ra và bên này có cái đường vào. Toàn bộ sông. Ông Trung, khóa này khóa thứ 3, thứ 4 rồi nhỉ? Tôi làm khóa này khóa thứ 4. Thứ 4 rồi. Vâng. Vậy là được sắc đức tòa thánh rồi. Không biết sao nhưng mà thôi thì... Ba khóa là có mà, khóa thứ 4 thì... Khóa này khóa thứ 4 đấy. Này. Nhưng ông chủ giáo xứ ở đây thì anh em làm ăn xa mạnh. Không phải mạnh đâu, mạnh làm sao là bằng các xứ khác được. Nhưng mà cơ bản là bà con ở đây người ta có lòng. Này. Người ta cơ bản nhất là cái lòng. Cái lòng nhiệt tình là một, đoàn kết là hai. Này. Thứ ba nữa là người ta có một cái tinh thần là nó đều. Ví dụ như là không có ai cho đến bạc tỷ đâu, không có ai cho một và nhiều đâu. Này. Thì nó cứ đều 20-30 triệu với lại 50 triệu với lại một năm là như thế thôi, nhưng mà nó đều. Chứ không có, cũng chưa có một gia đình nào cho một lúc lấy 200-300 triệu cả. Vậy tinh thần hợp nhất này đó là quan trọng nhất. Tinh thần cứ một năm chúng tôi cứ đi, bà con cứ liên tục gửi về cho làm thì 2 năm 10 mấy tỷ mới làm được thế này, chứ không thì lấy đâu ra tiền. Bà con phải nói là không phải là giàu có gì lắm, nhưng mà cơ bản là cái tinh thần nhiệt tình đoàn kết giữa ban hội đồng giáo xứ với cha xứ với lại bà con. Thực ra người ta cũng nhìn thấy là cái diện mạo của giáo xứ, một cái ngôi nhà làm lên hợp lý thì người ta ủng hộ thôi. Làm mà cũng không dám tự hào đâu, nhưng mà phải nói là nhìn vào là cũng nó không đẹp lắm đâu, nhưng mà nó cũng ở cái diện hài hòa đấy. Bà con cũng phấn khởi. Cái này là bắt đầu là sơn nó mới đẹp đấy ông chủ. Không, chúng tôi còn làm ba cái mái, còn làm tum nữa cơ. À, làm tum nữa. Trên này nó còn ba cái tum, tum, một cái tum này và một cái tum chính ở giữa. Đây vào trong đây, tôi mời ông vào trong này, ông quay cái mô hình của chúng tôi thì ông mới biết được cái vâng. Của tôi sau này lên thế nào. Còn tại sao bây giờ làm như thế này? Bởi vì làm như này trước khi mà làm cái tum ấy thì cái ông thợ này người ta không dám nhận. Người ta bảo là cái tum không biết đường nào mà lần. Đấy. Cho nên là chúng tôi buộc phải là hoàn thành cái này theo tầng 1 là 1,2 triệu một mét vuông. Còn hai tầng dưới là mỗi tầng 900. Đấy, khoán theo mét vuông như vậy. Mày. Thế còn cái nhà của chúng tôi sau này nó phải lên đúng như thế này. Cái mô hình nhà của tôi thì sau này nó lên đúng như thế này. Đây nó còn một cái tum. Đây. Đấy, cái mô hình nhà của chúng tôi nó như thế này, nhưng mà nó còn hai cái tum hai cạnh. Đấy, đây là mô hình. Đấy, mô hình này nó sẽ làm đúng như vậy đấy. Đấy. Mô hình sẽ còn một cái tum cái đấy, là bây giờ mới làm cái này, còn cái mái chống nóng cái tum này là sau này sẽ phải làm như thế này. Đấy, cái trên là mái ngói nữa. Mái ngói và đây là mái ngói và cái tum cái này. Mẹ. Đây là cái tum. Mẹ. Đây là cái tum này. Đây là tum chính này, kia hai tum nữa. Còn đây mới làm coi như là cái phần này lên xuống. Cái diện mạo của cái nhà nó phải như thế. Đẹp đấy, lên là vĩ đại đấy. Không, nói chung là đưa cái mẫu này về thì bà con giáo dân là hưởng ứng ngay. Mày. Nói chung là nói là ban kiến thiết là đặc biệt là hội đồng giáo xứ là phải làm theo đúng cái mô hình này. Mày. Chúng tôi đến bây giờ chúng tôi làm hình như là cũng nên là 100% là giống như cái mô hình này. Và thiếu một cái tool thì chưa làm, chưa kịp thì sẽ làm sau. Mày. Mời chú nhé. Vâng. Cảm ơn ông Trùm nhé. Vâng. Tôi trên này xem là thường tôi nói với ông là cứ ngày lễ như này là cái bọn trẻ là nó hay lên các cái phòng này là nó cứ nghịch. Nghịch. Chưa có người. Vâng, nó chưa lan can nó nguy hiểm. Đấy, rồi nó nghịch thì nó có thể là nó lại vặt nhát mặt rùng nó lên đến nó đang vâng. Kiểm tra một lần nữa. Vâng. Thì các bạn là rất là rộng các bạn ạ. Bên dưới này thì các bạn nhìn nhé. Bên dưới này là cột thoáng. Bây giờ mình quay cũng gần tối rồi, về còn đi lễ thì mình chỉ quay mỗi tầng dưới và bên ngoài thôi, mong các bạn thông cảm. Để có dịp khác thì mình sẽ quay chi tiết hơn. Thì từ quê hương mình mà đến quê hương giáo xứ đền thánh Cao Mại đây cũng rất gần. Thì mình cũng xin phép mình sẽ ít phút nữa mình sẽ dừng video, rồi có dịp khác đi sớm, rồi có thời gian này chi tiết hơn.
mong các bạn thông cảm, bởi vì hôm nay là thứ bảy thì ban trùm ở giáo xứ đây cũng vừa cho biết cái mô hình của nhà mục vụ. Nơi đây là cha tổng đại diện, ngài quay sóc ở đây và có một cha phó nữa. Thì ở đây là trung tâm nghe nhìn, rồi thì đây cũng là đền thánh Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cho nên là hôm nay là chiều thứ bảy, bây giờ cũng là hơn 5 giờ mà cha cũng chuẩn bị dâng thánh lễ, thì mình còn về còn kịp tí lễ, mong các bạn thông cảm. Một lần nữa mình sẽ quay cảnh nhà mục vụ lướt qua để các bạn xa quê nắm được cái chương trình của quê hương cũng như xứ sở của mình xây dựng đến đâu rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các chương trình video tiếp theo. Xin cảm ơn, nếu có điều gì làm không hài lòng các bạn mong các bạn thông cảm bỏ qua. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh ủng hộ để Phạm Thâu Vlog làm nhiều video nhà thờ để phục vụ các bạn xa quê, nhất là các trong dịp này Covid các bạn không về quê được, ai cũng đi đâu cũng nhớ về quê hương nhưng vì dịch bệnh không về được. Qua hình ảnh nhỏ này, sự khiêm tốn này gửi đến các bạn mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.